Xin chào các bạn. Mùa này những cây hoa cúc để ngoài trời khi mà gặp mưa gặp nắng nhiều ngày, cái độ ẩm mình cung cấp không đủ hoặc là mưa nhiều ngày quá mà cái độ ẩm nó ẩm quá thì cây hoa cúc cũng phát triển được. Như cây hoa cúc mình đang quay cho các bạn xem đây, cây này hiện tại đang bị khô đất này, rồi thì bị nắng, rồi bị dẹp. Lúc này thì nếu mà cứ để như này thì cây hoa cúc không thể phát triển được, có nguy cơ là bị chết và mất giống bất cứ lúc nào. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để hồi phục cái cây hoa cúc mà nó đang bị như mình đang quay cho các bạn xem đây. Mùa này là mùa trồng hoa cúc rồi các bạn. Mùa hoa cúc đông. Đây là cái cây cúc khổng tước, một trong những dòng hoa cúc bông rất là to, màu xanh cốm. Thì lúc này khi mà mùa hè mà mình cứ để ngoài trời gặp mưa nắng nhiều ngày là cây hoa cúc nó sẽ không lên được. Đất thì lúc khô lúc ướt, lúc thì mưa ướt quá và lúc thì nắng không tưới được, nên là cái cây hoa cúc nó đang bị vàng úa như thế này. Thì đối với những cái chậu hoa cúc như thế này thì cái cách khắc phục đơn giản nhất là lúc này mình sẽ dùng kéo mình cắt bỏ hết đi. Phía trên này đang bị dẹp các bạn. Mình cắt như thế này thì mình không cần phải phun thuốc, loại trừ cái con dẹp ấy đi. Và mình sẽ lấy cái thế hệ ở phía dưới đang mọc ở dưới gốc ấy, mình làm cây mẹ. Cây này rất là nhiều dẹp. Đối với cái dẹp trắng này chỉ cần phun thuốc dày dẹp là nó sẽ chết hết thôi. Mình sẽ cắt hết nó đi. Lúc này thì cần nó lên cái thế ở phía dưới các bạn. Những cái mầm nó đang ở dưới đất đang nhú lên thì mình cần nó mọc lên để mình lấy những cái mầm mình cắt ra mình dâm. Nên cái phần ở trên này thì cắt dọn đi hết, không cần thiết các bạn. Để nó cũng không lên được đâu. Bị cháy lá rồi, thân nó già lua đi rồi, mình có bón nó cũng không lên được. Hai nữa là nó bị con bọ dẹp. Bây giờ thì mình sẽ, sau khi mình dọn xong thì phía dưới này đang mọc ra những cái mầm rất là đẹp các bạn này. Thì đối với cái chậu cúc này thì mình chỉ cần tưới ẩm để chỗ mát và bón cho nó một ít phân LVK đầu trâu, để trong chỗ có mái che, không để ánh nắng nó chiếu trực tiếp nhiều giờ trong ngày thì cái chậu hoa cúc này nó sẽ khôi phục trở lại. Và mình sẽ có những cái mầm này cắt để mình dâm mình trồng. Đây là giống cúc đông, lúc này thì mùa trồng của nó cũng bắt đầu rồi các bạn. Cần phải có những cái mầm này nó mọc tốt lên, sau đó mình cắt lấy cái ngọn mình dâm. Nhưng mà của mình nó đang mọc nhú nhú như này thì bây giờ cần phải bón phân và tưới ẩm để chỗ mát. Sau một thời gian nữa thì những cái mầm này nó tốt lên thì mình sẽ tiến hành mình cắt ngọn mình dâm mình trồng. Thời vụ trồng cúc đông thì các bạn trồng cho mình vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 âm là đẹp nhất. Trong những cái tháng đó là cây hoa cúc nó sẽ phát triển, cây rất là dài. Sau này cái chậu nó sẽ cho những cái bông hoa chất lượng. Còn nếu các bạn trồng vào tháng 8, tháng 9, tháng 10 âm để đi mùa đấy thì nó hanh khô, nó sẽ phát triển chậm hơn. Mùa đó thì chúng ta trồng cái cây hoa cúc nó sớm đóng nụ. Nếu mà chúng ta không thắp điện là nó sẽ rất nhanh hình thành nụ. Còn nếu các bạn trồng tháng 6, tháng 7 âm và giữa tháng 8 âm các bạn trồng thì cái cây hoa cúc lúc đó nó sẽ phát triển rất là tốt, không cần phải dùng đến bóng điện, không cần phải thắp điện. Đây là cái cây hoa cúc chơi thôi chứ không phải cúc này thắp hương các bạn. Cúc khổng tước, một trong những cái dòng hoa cúc bông rất là to. Lúc này thì mình hết phân LVK đầu trâu rồi, phân UZ mình cũng hết rồi, có thì mình sẽ bón cho một chút vào đây và mình sẽ để chỗ mát khoảng độ 10 ngày sau thì cái mầm này nó tốt lên khoảng độ bằng ngón tay thì bắt đầu cắt những cái ngọn dâm dần là được các bạn ạ. Nhưng mà lúc này rất tiếc là mình hết phân rồi, chưa đi mua được phân nên là hôm nay thì không bón được. Mai thì mình sẽ bón cho nó lượt phân LVK đầu trâu vào đây hoặc là một chút phân đạm UZ mình rắc vào đây, mình sẽ tưới cho nó tan phân. Chậu này khi bón xong thì mình sẽ để vào chỗ có mái che thì là chỉ khoảng độ 10-15 ngày sau thôi là cái mầm này nó tốt lên, mình sẽ cắt mình nhân giống được. Mình sẽ có những cái cây giống để mình trồng cho cái vụ hoa cúc mùa đông trồng sớm này. Thời vụ trồng thì đã đến rồi, lúc này chỉ cần có cây giống là mình dâm mình trồng được thôi. Còn những cái thân già này thì mình sẽ bỏ đi, không làm gì cái thân này các bạn. Nó bị già lua rồi và hai nữa bị dẹp, dẹp nó tấn công rồi thì mình sẽ không chăm sóc, nó cũng không lên đâu. Kể cả bây giờ mình phun xịt thuốc vào đây mình chăm sóc thì cái này nó đã bị tật rồi, nó bị tật rồi thì mình có chăm sóc thì nó cũng lên cây nó không được đẹp đâu. Không gì bằng mình cắt những cái mầm ở phía dưới này mình đem đi mình dâm. Thời gian nữa thì cái mầm này nó tốt lên thì bắt đầu là mình cắt mình dâm thì mình trồng thì cây nó sẽ khỏe, nó phát triển sẽ tốt hơn là so mình
để cái cây già này lại. Hoa cúc là một trong những loại hoa cũng rất là đẹp. Mình có trồng chậu mình chơi thì bông hoa cũng rất là lâu tàn, kể cả mình cắt cành mình cắm nọ cũng rất là lâu tàn. Đây là một trong những cái dòng hoa cúc khổng tước nhà mình, bông rất là to, đường kính hoa chăm sóc tốt có thể lên đến 15-17 cm, rất là đẹp nếu mà mình để một bông. Còn nếu mình để chùm thì đường kính hoa nó rơi vào khoảng độ 10-12 cm. Một trong những cái loại hoa nói chung là mình cũng trồng để giữ giống cũng nhiều năm nay rồi. Còn lúc này thì cây nó mới như này thôi các bạn, do không chăm sóc được, cứ để ngoài trời nên là nó bị già lua như này. Nếu mà mình cắt sớm những cái thân già thì mình chăm sóc tốt, để chỗ có mái che mát thì nó sẽ cho mình cái lứa mầm. Bây giờ mình dâm mình trồng rồi, nhưng mà bây giờ mình mới cắt ngọn như này thì lại phải chờ một thời gian nữa các bạn ạ. Chờ một thời gian nữa thì bắt đầu mới có mầm, bắt đầu mới trồng được. Chăm sóc cây này thì nó tốt lên, mình cắt ngọn mình dâm thì khả năng phải đến đầu tháng 7 âm thì mình mới có cây giống mình trồng. Tháng 7 âm trồng cũng rất là đẹp các bạn, lúc đó thời tiết nó cũng mùa thu rồi, nó mát mẻ rồi. Cây hoa cúc nó sẽ thích nghi với cái điều kiện khí hậu mùa thu, ngày nắng một chút nhưng mà đêm có chút sương là cây hoa cúc nó sẽ phát triển rất tốt. Video của mình đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay cho mình một like, một đăng ký kênh và nhớ chuông thông báo để đón xem những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.